Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nén rãnh áp thấp, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến là từ 50 đến 150mm cả đợt, có nơi trên 150mm. Ở đồng bằng thì có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, với lượng mưa là từ 30 tới 70mm cả đợt, có nơi trên 70mm. Thời gian mưa tập trung trong đêm nay và ngày mai. Người dân cần đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm. Nhiệt độ vào ngày 23 tháng 3 có xu hướng giảm mạnh so với 24 giờ trước đó, phổ biến ở dưới mức là 24 độ. Sau đó từ ngày 25 tháng 3 khi mà mưa giảm, trời có nắng thì nhiệt độ lại tăng nhẹ trở lại. Lưu xuống khu vực dọc ven biển Trung Bộ, cùng với quá trình bộ phận áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tăng cường xuống phía Nam có khả năng gây ra mưa ở diện rải rác tại khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế trong ngày 23 tháng 3 với nền nhiệt độ có xu hướng giảm từ 3 tới 5 độ. Riêng trong ngày 23 thì cục bộ có mưa vừa mưa to. Sau khi mưa giảm thì thời tiết ổn định trở lại. Những cơn mưa trái mùa sẽ còn xuất hiện lặp lại trong ngày 23 tháng 3 ở hai khu vực phía Nam nước ta. Từ ngày 24 sang đến ngày 25 tháng 3, hình thế gây mưa suy yếu, thời tiết phổ biến có mưa vài nơi, ngày nắng nhiều hơn và cường độ nắng sẽ có phần gia tăng. Nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại khu vực vùng cao Tây Nguyên sẽ đạt ngưỡng là 30 đến 33 độ, còn tại khu vực Nam Bộ nhiệt độ phổ biến là 32 tới 35 độ, có nơi cao hơn. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa trong ngày 23 tháng 3 có gió đông bắc mạnh dần lên mức cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét. Từ ngày 24, gió giảm bớt về cường độ và chuyển dần sang hướng đông đến đông nam. Khu vực giữa và Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa thịnh hành gió đông ở mức cấp 3, cấp 4. Như vậy, do gió mùa tràn về, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ có mưa dông trên diện rộng trong 24 giờ tới. Quý vị cần chú ý đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm. Đến đây, bản tin thời tiết cuối ngày 22 tháng 3 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!